Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô bức tranh hình bông hoa hồng rất là đẹp nhé.
tô xong nụ hoa thì mình cũng hoàn thành bức tranh.